Và cái đến chúng con xin chuyển đến cho máy thầy Thích Thành Phú và xin máy Nguyễn Thị Xỉu chuẩn bị câu hỏi của mình ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành Phú có một câu hỏi cho một bà cụ cũng đang có mặt trên Zoom và cùng với gia đình ạ. Xin lão cư sĩ ma khuyên giùm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Dư Âm, vừa rồi chúng con có đi nhận keo hộ niệm. Bà cụ này minh mẫn, rất tinh tấn. Một ngày bà cụ niệm Phật và lạy Phật 700 lạy. Bà nói bà là phàm phu, nghiệp chướng rất nặng nên bà phải cố gắng lạy Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Cho dù có mệt mỏi, đau khớp, đau lưng nhưng bà vẫn cố gắng không bỏ buổi nào. Kẻ đạo tràng chúng con rất là khâm phục bà. Nhưng với suy nghĩ của bà như vậy nên chúng con có khuyên bà không nên vọng tưởng là lạy Phật để tiêu nghiệp chướng, mà nên lạy Phật cầu Phật tiếp dẫn mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này. Nhưng bà cụ không đồng ý. Có vị không đồng ý. Vậy kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khuyên bà cụ này như thế nào để bà cụ được vãng sanh cuối đời. Nam Mô và bà cụ đang có mặt trên Zoom ở gia đình luôn ạ. Bà cụ lễ Phật một ngày 700 lạy hay quá ha. Đầu tiên vỗ tay trước. Nếu bà cụ đem 700 lạy này mà quyết chí vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nghiệp của cụ không tiêu cũng tiêu. Nghiệp của cụ nặng hơn nữa cũng hết. Nếu cụ niệm Phật mà cầu hết bệnh thì cụ thêm một cái nghiệp nữa là nghiệp bám chấp vào bệnh tật. Cụ đã sơ ý làm sai tông chỉ của pháp môn niệm Phật rồi. Cho nên Diệu Âm rất tán thán và đồng ý với chư vị Phật tử khuyên bà cụ đúng rồi. Bà cụ nếu mà còn nể vì Diệu Âm thì mau mau nghe lời những người khuyên đó đi. Ngày ngày niệm 700 lạy cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định kịp không tiêu cũng phải tiêu. Mà tiêu không hết thì nhờ 700 lạy này bao cái nghiệp lại, cụ an nhiên tự tại, thông dong bước trên núi nghiệp đi về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà cụ niệm Phật quyết lòng chống pha nghiệp, quyết lòng tiêu nghiệp, tức là cụ dùng 700 nghiệp đó mà lăn vào rừng sâu pha nghiệp. Không biết là cụ có vác theo được cái rìu, cái búa gì không để pha nghiệp trong rừng đó. Nhớ cho kỹ nhé, 700 lại vẫn có giới hạn. Còn nghiệp chướng của mình, nếu cụ về Tây Phương được rồi, cụ thấy là nó đã bao trùm pháp giới rồi, 700 lạy này không phá nổi cái núi nghiệp tu di đã bao trùm pháp giới đâu cụ ơi. Mau mau phải nghe lời Phật dạy, tin, phải tin cho đúng, niệm phải niệm cho đúng, nguyện phải nguyện cho đúng, không được sai. Phật dạy tin câu A-di-đà-phật mình thành Phật. Niệm là niệm A-di-đà-phật, nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu cụ không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nguyện phát nghiệp thì vô tình cũng đem tất cả công phu của mình quay đầu chui vào trong núi nghiệp để phát nghiệp, chứ không phải cụ niệm A-di-đà-phật để đới nghiệp vãng sanh. Không phải là cụ niệm A-di-đà-phật để cởi lên núi nghiệp vãng sanh. Cụ không đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh là tự cụ thay đổi quy trình của pháp niệm Phật. Tự cụ đã cãi lời Phật, tự cụ đã tự mình dùng cái sức niệm của mình đi phá nghiệp, chứ không phải dùng cái sức niệm của mình để đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chuyển hướng một cái coi chừng vạn đời vạn kiếp, cụ có thể ở đâu đó không biết còn đường vãng sanh thì bị thất bại rồi. Đây là lời khuyên chân thành của giám. Mau mau cụ thành tâm niệm Phật, lấy Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định một cái nghiệp nó đổ ra. Lỡ dùng cái nghiệp đó mà cụ đạp trên núi nghiệp thì
Tây về Tây Phương. Nếu cậu muốn phá nghiệp thì nghiệp này nó ra, phá xong thì nghiệp khác nó tới, phá mãi, vô lượng A Tăng kỳ kiếp sau này chưa chắc gì phá nổi nghiệp đó nhé cậu. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ thành tâm cảm niệm tri ân công đức là của sĩ Diệu Âm.